Thank you. Thank to Miss Bui. She is so, you know, famous, and every day I find her, you know, more and more beautiful. And I can see you such a big number here. Thank you. Last time when I was here, you was in a smaller number. Now you're bigger, and you become, you know, the greatest leader. So thank you that you invite me here and to be presented in just amazing event. Ông Daniel thì nói rằng là chị Hương, chủ tịch của chúng ta, thì luôn luôn là rất là xinh đẹp. Tuy nhiên thì ông đã đi cùng với chúng ta từ khi tổ chức còn rất là nhỏ cho đến bây giờ, thì ông nhìn thấy ở đây là 400 đóa hoa vô cùng là xinh đẹp, và ông cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều này. I'm coming from Europe. I have been living in all European countries, so I never see such beautiful, you know, ambient like here in Vietnam. Thank you that you give me such a present tonight. And I can assure you that every country might be proud with such beautiful ladies, such beautiful and mightful leaders. Thank you. Ở châu Âu thì ông không có nhiều cơ hội được nhìn thấy nhiều người phụ nữ xinh đẹp như thế này, và đặc biệt lại là những nữ lãnh đạo. Và điều này thì làm cho ông cảm thấy vô cùng tự hào là mình là một người đến từ châu Âu đã được mời đến đây, vô cùng vinh dự. Thank you. Not to be, you know, I'm not a fashion guy. These are fashion guys. Thank you. Thank you, everybody, for just that, you know, receive me and to give me the opportunity to be here. Because, yeah, I think you will be here less. So can you introduce your friend today? Because I think you bring. Yeah, of course. Thank you. Sorry. Sergei? Yeah. Sergei Chumakovsky is a banker, you know. He's not very fashionable, but he can give her money. Raise up. Hôm nay thì ông Daniel có đưa đến đây một người bạn đến từ đất nước Nga xinh đẹp, và he's a director of a Vietnam Russian bank in Vietnam. Ông làm cho một tổ chức ngân hàng của Nga tại Việt Nam ạ. Jenny, she's, you know, like a fashion designer. Miss Nga, she's, you know, like a she's a director of big Chinese company here in Vietnam. Chinese company in Vietnam. Oh, và một người khách đến từ Trung Quốc nữa ạ. Hôm nay thì ông Daniel đã đưa đến của đây cho chúng ta rất nhiều các vị đối khách đến từ nước ngoài. So we are quite international here. Thank you, Miss Huet. You're a very good designer. I never forget you. You're my queen. I never forget you. Thank you so much. So thank you for everything. Thank you that you give me opportunity. And have a nice day. Thank you.